Mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của chị Diện, địa chỉ ở Vĩnh Thạnh, Chợ Lách, Bến Tre. Để cho chị Diện giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống, mai ghép giống siêu mình lại bên vườn của chị Diện cô chú anh chị ha. Cây thân co lắc, cụ đế vip ha, tàn siêu vip luôn cô chú anh chị. Hàng chuẩn lấy bo với lại là mình chơi tết năm 2025 luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Diện nha. Không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Diện để chị Diện chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Em chào chị Diện nha. Dạ, dạ, em cũng kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Diện yêu thích mai vàng trên cả nước nha. Rồi. Thì hôm nay trở lại kênh em cũng giới thiệu với cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông bình lại nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Giờ mã nói tiếp trước là mã này 15C nha cô chú anh chị. 15C. Rồi, cái siêu bông bình lại hả chị ha? Siêu bông bình lại ạ. Cái này thân co lắc tàn siêu vip luôn cô chú anh chị ơi. Bo già rồi ha, cái này còn khoảng tầm 5 đến 7 ngày nữa mình lấy bo ok cô chú anh chị ha. Hoặc là cô chú anh chị mình không lấy bo thì cô ha, thì mình bấm cái ngọn này nha cô chú anh chị ha. Nè, mấy cái ngọn nè. Ra dài dài mình bấm lại ha cho nó bung tàn cho đều đến tết này mình chơi cho cái tàn nó sum ha. Rồi, đó không số cái này dùng em luôn ha. Hoành 20 rưỡi. Rồi. Dòng cũ 55. Cao mình 76. Tán ngang mình là 57. Rồi. Cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 3 nha. Rồi 1 triệu 3 bao ship ha. Bao ship ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 16C. 16C. Rồi. Siêu bông bình lợi luôn ha. Rồi, cái này cái tàn xum lắm cô chú anh chị ha. Nè. Mấy cái bo nó nhảy nè. Chùm chùm luôn cô chú anh chị ha. Nè siêu nhiều luôn á. Nè bung tàn đều rang luôn cô chú anh chị ha. Này mình nếu mà mình chơi thì mình bấm ngọn này lại cho nó bung cho ấm cái tàn nha cô chú anh chị. Thân co lắc. Rồi, thông số luôn chị ha. Hoành 19. Rồi. Cổ mình 47. Cao mình 79. Tán ngang mình 68. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 17C. Rồi. Là một cây siêu bông bình lại nha cô chú anh chị. Trời ơi, góc to đùng luôn cô chú anh chị ha. Cái này cái tàn kẹo lắm nha. Góc phôi cực kỳ mạnh luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn chị ha. Đo vành trên nghe đá cũ. Vành 24. Rồi, vành 24. Cụ nở ở dưới. Cụ này ha. Ừ. Cụ 32. Cụ nở là 32 ha. Cao 48. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu mốt nha. Là 1 triệu mốt ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18C. Trời ơi nè, cây bung cái tàn khủng khiếp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn chị ha. Cây này có cái thẹo đây ha, cô chú anh chị mình là kéo nè cô chú anh chị ha. Nè, nó kéo nè. Nó kéo lên đi một phần luôn cô chú anh chị ha. Cái này không bao lâu thì nó liền lại nha. Rồi, thông số luôn chị ha. Hoành mình 21. Rồi. Cái cũ mình là 45. Rồi. Cao mình 74. Tán ngang mình là 67. Rồi. Cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu tư nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Không hỏng nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 19C. Rồi. 19C cũng là một cây siêu bông mình lại dáng long nha cô chú anh chị. Rồi. Cụ nở nha cô chú anh chị, cụ quá trời luôn ha, rất to nha cô chú anh chị. Rồi, không xấu luôn chị ha. Hoành 23 rưỡi. Rồi. Cao 62. Tán ngang 48. Rồi, cái này gì? Cái hoành cũ của nó là được 67. Rồi. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 3 nha. Rồi, 1 triệu 3 ha. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 20C. Rồi. Hôm nay mình lên siêu bông mình lại không phải không chị? Nay lên lô siêu bông mình lại không nha cô chú anh chị mình ơi. Toàn bộ siêu bông mình lại nha cô chú anh chị ha. Cây này thân co lắc không khá là cắt nè cô chú anh chị ha. Cây này cũng có đế nha. Rồi, thông số luôn chị ha. Hoành mình 23. Cây này mà dựng ngọn lên đó cô chú anh chị ha. Là cái cây này
tàn đã lắm nha cô chú anh chị. Mấy nhánh này nhiều ngọn lên ngon lắm. Cao mình là 53. Rồi. Tán ngang mình 59. Rồi. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.3 triệu luôn nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 21C, cũng là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cái này dáng lông á, cái đầu này tàn cũng khủng lắm nha cô chú anh chị. Nè, cái này đỡ đỡ cái này lên ha. Đó, dừng ngọn lên cái tàn này ra đã lắm nha. Cái này nếu mà cô chú anh chị mình về mình lấy bo ha, mình để cho cây này già cái mình lấy siêu bo luôn cô chú anh chị. Củ nở ha, thông số luôn chị ha. Hoành 23. Rồi. Cao 58. Tán ngang 41. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.2 triệu nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22C, cũng rồi, là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cái này thân co lát cô chú anh chị ha. Cái này thì nó có bị lỗi ngay đây tí xíu ha, nhưng mà nói chung là liền ha. Liền rồi ha cô chú anh chị ha. Kéo lại bằng tan này ha. Rồi, nó thông số luôn ha chị ha. Hoành 21. Rồi. Cao 58. Tán ngang 55. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.1 triệu thôi nha. Rồi, 1.1 triệu ha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 23C. Rồi. 23C cũng là cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi. Tàn nào khá ok luôn cô chú anh chị ha. Thân lắc dáng lông luôn cô chú anh chị ha. Củ nở. Rồi, thông số luôn chị. Hoành mình 22. Rồi. Hoành đế của mình là 68. Cao mình là 76. Rồi. Tán ngang mình là 49. Rồi. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị của mình là 1.2 triệu nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, rồi, tiếp theo cây mã số 24C, cũng là cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Cái này là tàn xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Thân co lắc nè. Dán lông luôn cô chú anh chị ha. Củ não nè, nguyên củ, nguyên bể. Rồi, thông số luôn chị ha. Hoành 18. Rồi. Cao 58. Tán ngang là 46. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị của mình là 1 triệu thôi nha. Rồi, mình đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 25C. Rồi. Là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Dáng trực, tàn thông. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Dáng trực cô chú anh chị. À, mình cho xin thông số cái này luôn chị ha. Củ nở, nguyên cối củ luôn cô chú anh chị. Hoành là 20. Nguyên củ đặt ở dưới luôn. Hoành củ đặt của nó là 41. Rồi. Cao của mình nó là 80. Tán ngang là 62. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình 1.2 triệu nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 26C. Rồi. 26C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Rồi. Chạy đây đó. Bò quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi, đã không xấu luôn hả chị? Hoành mình là 27 nha. Rồi. Cao mình là 61. Tán ngang mình là 65. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.1 triệu thôi nha. Rồi, 1.1 triệu ha. Đợi cây luôn. Rồi, cây này cuối clip luôn đúng không chị? Rồi, cây 26C này cũng là cây cuối clip của em. Thì em cũng xin mong cô chú anh chị mình xem kênh này có cây nào được thì ủng hộ dùm cho nhà vườn em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Diện cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip ngày hôm nay và đồng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nha clip tiếp theo ạ.